cả nhà, mình đã quay trở lại với kênh của em Sương Tân Quốc Tuấn. Hôm nay em Sương có một cái xe làm cái dàn gầm cho nên em Sương sẽ quay lại cho quý anh chị em mình cùng xem qua ha. Thì đây quý anh chị, xe hôm nay là khi mà xe vào thì bên thợ em Sương lái vào để thử thì test thấy là cái gầm nó có tới tiếng kêu và cái tay lái nó bị này quý anh chị là bị rơ rồi. Thì bây giờ là bên em Sương tiến hành kiểm tra thì cái rô tin tay lái trong và lái ngoài bị lỏng, cao su càng A bông tăm chụp là bị bứt ra. Thì em Sương có thợ bên em Sương có tư vấn với khách hàng và sẽ đưa ra giải pháp là sẽ thay cái rô tin lái trong lái ngoài luôn, rồi rô tin cân bằng luôn quý anh chị, rồi cao su càng A lớn cao su càng A nhỏ và rô tin trụ càng A ép cao su, tăm bông liền chụp bụi, sửa đèn vào nước và rửa xe. Thì thường mà làm những cái gói sửa chữa thì rửa xe em Sương sẽ tặng nhé quý anh chị nhé, sẽ không lấy tiền rửa xe. Và sau cái xe này thì bên em Sương sẽ làm cố gắng làm nhanh nhất trong một ngày để cho khách hàng mình là có xe để chạy. Đó thì đây thợ Sương đang làm này quý anh chị. Nó đang lăn lê bò lết ở dưới. Đây cái này thì bên em Sương đã mua phụ tùng hết rồi và thường bên em Sương sửa là sẽ chọn là loại phụ tùng chính hãng để thay thế và có bảo hành nhé. Bên này cũng có thợ làm đó. Một cái xe này bên em Sương sẽ cố gắng làm 2-3 thợ cho nhanh nhất để trả xe cho khách trong ngày ha. Thường thì bên em Sương thì sân bãi thì nó rộng và không được chuyên nghiệp như trong hãng, nhưng mà bên em Sương sẽ cố gắng là thợ giỏi nhất và phụ tùng là luôn chính hãng và làm nhanh nhất nha quý anh chị. Làm nhanh để cho khách hàng không bị chậm trễ thời gian, ví dụ như là một số anh mà bị chạy xe dịch vụ á, thì sẽ rất là cần xe, hoặc là một số anh mà cần xe đưa đón con mỗi ngày hay là đi làm mỗi ngày cũng vậy, rất là cần xe nha quý anh chị ha. Đây là mình thường mình làm một ngày ha anh. Thường là mình sẽ có 2 thợ nha quý anh chị nhé. Có đồ một buổi đó, có đồ một ngày. Làm xong thì bên em Sương sẽ test lui test tới để cho ổn rồi mới giao xe, chứ không có phải là làm xong cái giao rồi, nhưng mà thường là sẽ bảo hành nha quý anh chị nhé. Đa số là bảo hành 3 đến 6 tháng. Tùy cái hạng mục bảo hành. Mình mà chạy xe thì cái xe cũng là một cái tài sản quý chị, ngoài nó là một cái phương tiện nhưng mà nó cũng là một tài sản, tại vì không những có những cái xe mấy trăm triệu thì có những cái xe mấy tỷ cũng có ha. Thì quý anh chị em mình khi chạy xe thì nhớ là để ý để ngày bảo hành này, thay nhớt này, châm nước này, rồi vệ sinh máy móc hay là nội thất các thứ để cho xe mình được bảo đảm là cái chất lượng nó lâu dài hơn nha quý anh chị nhé. Thì bây giờ em Sương sẽ đứng qua một bên để cho thợ làm quý anh chị. Làm xong thì Sương sẽ quay lại cái quy trình test cho cả nhà mình cùng xem qua nhé. Đó, nhờ camera quay quá trình làm một tí xíu nha quý anh chị ha. là bên em Sương rửa luôn rồi. Rửa rồi nãy có chạy thử có tự thử rồi. Bây giờ Sương rửa hút bụi xong xuôi hết rồi thì Sương cũng yêu cầu chạy thử một cái nữa nha. Đó, ở đây rửa xe lắng bóng luôn đó. Đây là cái gói rửa xe được bên em Sương miễn phí nha cả nhà. Đây gọi dùng từ gì ta? Giá $0. Đây, bây giờ anh Phấn sẽ chạy và Sương ngồi bên cạnh để test xe. Rồi anh Phấn, là hôm qua mình kiểm tra là cái tay lái nó bị rơ hả? Hôm nay hôm trước kiểm tra nó bị dàn gầm. À, bị dàn gầm. Tay lái. Nó bị dàn gầm là routine lái trong, lái ngoài. Dạ. Cao su càng á. Dạ. Với là cái cao su thân dàn. Dạ. 4 tháng. Bây giờ là cái này là trước là lỗi của nó là do dàn gầm của anh không biết là bị rớt xuống ổ gai làm sao ấy. Dạ. Mà nó bị ăn vỏ, hai cái vỏ trước nó mòn hết gai luôn. Ừ. Là anh bảo vào đây anh bảo bị lệch lái. Ừ. Kiểm tra xe anh là bị dàn gầm, là dàn gầm của xe anh nó rỡ hết rồi. Ừ. Lắc hết rồi. Dạ. Bắt buộc mình phải làm hết lại dàn gầm. Bây giờ sau khi làm xong thì mình đã cắn lại dàn này kia hết rồi, xong mình đi test. Dạ. Dàn gầm thì bây giờ rất chi là êm. Ừ, êm ru đó hả? Rồi. Ok. Xe mọi thông số này kia là mình đã test lại hết rồi. Cho về lại như cũ hết rồi. Dạ. Còn xe này xe gì mà ngồi êm hơn xe em dữ ta? Xe này xe Vios. À, mắc tiền không anh? Không, trong này thì trong xe đan này thì thuộc dạng bình dân. Ừ. Nó cũng vừa túi tiền. Dạ. Êm hả? Cái xe X7 chạy nó ồn quá. Xe này thì nó chỉ là êm. Giờ chạy thả tay lái vô tư. À, lái nó không bị lệch đâu, không lệch gì đâu hết. À. Đèn đỏ Em quá rồi, chạy vượt đèn đỏ là chết. Cái đèn đỏ này á, rất là kỳ nha. Nó tới 80 giây, nhưng mà đèn xanh thì có 24 giây. Ở đây là cái ngã tư Vũng Tàu nha cả nhà. Quý anh chị em nào mà cần làm máy, làm gầm hay là đồng sơn hay bất cứ chăm sóc xe gì thì ghé ủng hộ em Sương nha. Em Sương đang thử lái ở đằng sau cái đường Mạc Vĩnh Chi. Bây giờ mình sẽ quần đi ra là đường xa lộ Hà Nội này. 50 giây 49 là ngồi đếm giây nè. Quần đi vào khu nghiệp 1. Ừ. Vào khu nghiệp 1 đỡ kẹt đường. Dạ. Thôi mình đi vòng này được rồi, không cần đi xa đâu. Ừ. Anh nãy anh test rồi cái gì? Test rồi. Cái chạy lúc mà mình lấy xe là mình nghe cái tiếng kêu ở dàn gầm to không anh? Lúc mình lấy xe thì mình là không thể nào căn lái được nữa. Ừ. Hai cái lốp trước của nó là mòn một nửa hết rồi. Ừ. Là khách vào đây là bảo nhờ căn lái. Dạ. Là canh thước lái lại cho nó ngay. Dạ. Nhưng mà đi một vòng là thấy là về là rã cái bánh ra là không thể nào cắn được nữa. À. Giờ lên kiểm tra dàn gầm thì cao su càng á là bể hết rồi. Dạ. Rô tuyên là rơ lắc hết rồi. Dạ. Chịu không nổi, bắt buộc báo khách là làm. Chắc lúc nó chạy nó nặng lắm ha. Nó không... chạy thì nó cũng nặng nhưng mà nó lắc cái lái, mình giữ tay lái không được. Dạ. Nó tóm lại là xe con là mình thả lái ra là nó phải đi ngay chứ. Dạ. Còn mình lái xe mình phải giữ tay lái. Dạ. Còn thả tay lái ra là nó lạch đi chỗ khác, rất chi là nguy hiểm. Ừ. Bên em Sương làm rất là nhanh cả nhà. Làm này làm nếu mà mình mà đầy đủ phụ tùng sẵn thì mình làm nhanh anh hả? Nhưng mà... đầy đủ phụ tùng sẵn thì mình ráp tầm khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là xong. Yeah. Còn mình đi đặt đồ, đặt hàng, chờ hàng thì tầm khoảng 5 tiếng. Yeah. Nói chung là trong vòng 1 ngày. Ừ. Mình cứ nhận 1 ngày cho thoải mái. Đúng rồi. Mình phải test thử như thế này. Mấy cái này là mình phải đi cắn lái lại hết. Yeah. Cho dù cái này mà lên bàn cân thì nó cũng khó. Yeah. Tại vì lên bàn cân thì tính phí rất chỉ là mắc. Còn bên mình đây đang cắn lái thì giá tầm khoảng 200 tới 250 ngàn thôi. Vâng. Cái gói này mình làm cũng đâu có mắc hả? Đúng rồi, cái gói này mình làm thì đa số là chủ yếu là đồ thôi, chứ còn tiền cống của mình lấy đâu có bao nhiêu. Đồ thì bây giờ thì căn bản là chủ xe muốn loại 1, loại 2 hay loại 3 thôi. Ừ. Đấy, thì nói chung là đồ bây giờ nó cũng có giá, có loại hết. Dạ, là mình có bảo hành luôn hả anh Huấn? Có chứ. Dạ. Cái này thì mình như thế này thì nếu như đồ đạc mình đặt thì mình bảo hành. Nếu như mà loại một không phải hàng chính hãng thì mình bảo hành 1 tháng. Còn hàng chính hãng thì mình bảo hành 3 tháng. Dạ. Còn tất cả mọi vấn đề mà hư hỏng này kia thì mình bảo hành 3 tháng. Dạ. Không phải bảo hành đồ, bảo hành mình làm ấy. Vậy là em rồi ha. Dạ. Cảm ơn anh Huỳnh nha. Sau khi chạy thử một vòng với lại anh Thợ bên Em Sương thì Em Sương cũng cảm thấy xe rất là ổn rồi cả nhà. Thì bây giờ là chuẩn bị chờ giao cho khách. Thì Sương cũng rất mong quý anh chị em mình cần làm chăm sóc xe này, làm gầm hay làm máy, đồng sơn hay bất cứ những cái dịch vụ nào, hoặc là mua bán xe tải cũ thì nhớ liên hệ với Em Sương qua số hotline 0931 674 675. Showroom của Em Sương là ô tô Tân Quốc Tuấn, hướng Sài Gòn xuống qua Còn Nai, qua trạm phí nằm bên trái, số 1132B đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Và Em Sương có một cái Facebook tên là Lê Sương và một cái TikTok nha cả nhà là Mai Sương. Rất mong cả nhà mình là ghé vào ủng hộ Em Sương với nhé. Thì Em Sương xin chào mọi người, hẹn gặp lại, bye bye.